cái lời của thầy đáp với tôi á, càng làm cho tôi tin tưởng rằng là tôi không có giúp sai người. Nghĩa là ông ta thấy tôi không có tham. Một căn nhà trị giá 300 gulden mà tôi từ chối, ông ta lấy làm lạ. Và ông ta có nói như vậy là chưa có một hội đoàn nào, họ xin xỏ rất nhiều, mà thế chúng tôi đề nghị cái gì mà họ lại từ chối hết. Mà lạ lùng là tại sao Phật giáo mấy quý vị lại từ chối. Tại vì tôi nói vậy tôi không muốn gạt họ. Thế thì mình thấy rằng là vì vậy mà ông ta để tâm tới Phật giáo, và ông ta sau đó xin qua chùa Khánh Anh ở tại Paris thăm viếng, ở lại hai vợ chồng, ở lại và xem xét những cái sinh hoạt Phật giáo. Và hai vợ chồng rất thích. Và trời ơi, chúng tôi ngờ là Phật giáo nó như một cái big family, già trẻ lớn bé để tập đủ mọi sinh hoạt. Vui quá, nhà thờ cũng có như vậy. Thế thì tôi nói là cái trách nhiệm của mình hoằng pháp, không phải là mình bảo tôi không biết hoằng pháp tại vì tôi không biết thuyết pháp, tại vì tôi không hiểu gì nhiều Phật giáo. Nhưng cái hoằng pháp chân chính nhất là cái tư cách của chúng ta ở đây. Khi cái tư cách của mình tỏ ra mình không tham, tỏ ra mình không bao giờ phạm pháp, mình ngay thẳng, mình đối với người Mỹ đâu sau đó tôn trọng luật pháp, sống một cách hết sức là lương thiện, sống một cách hết sức là không tham. Và khi họ hỏi mình bảo là nhờ tôi là một tín đồ Phật giáo. Như ông cụ tôi khi mà vô đi mổ cấp tốc một cái hạch lao ở đây tại bệnh viện Montreal, mà ông cụ đông kể tôi nghe, ông nằm bệnh viện không mà giống là họ, mấy ông già người Canadian la đủ thứ ấy nè. Hết là kêu y tá sai cái này, đến kêu y tá sai kia, đau một chút là họ. Mà ông cụ tôi thì nằm im lặng từ ngày này qua ngày khác. Và mấy cô y tá Canadian ngạc nhiên lắm và hỏi là sao ông hay quá vậy, không bao giờ thấy ông la hết. Ông cụ tôi bảo sở dĩ tao mà ông la đó là bởi vì tao là một người Phật tử, tao luôn luôn lợi dụng mấy cái đau của thân xác để tao chiêm nghiệm cuộc sống, chiêm nghiệm cái đời sống này, mà nhờ vậy mà tao không có la ó hết. Các bạn Phật giáo cũng hay hả? Thế thì chính vậy mình cũng cố gắng, tôi nghĩ là mọi người đều có thể có khả năng hoằng pháp và có khả năng làm cho Phật pháp rạng rỡ. Không những như vậy còn duy trì được cái hội Phật giáo của chúng ta ngày ngày càng tươi mãi. Mà giáo hội Phật giáo cũng như tất cả tín đồ, trách nhiệm hoằng pháp không phải của quý thầy không thôi, mà của toàn bộ Phật giáo độ, của tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc và ưu bà di, tức là Phật tử nam, Phật tử nữ, tất cả đều có khả năng phải hoằng pháp. Thế cho nên vì như vậy mà tôi cũng một cái lần chót đó, trước khi tạm biệt, tại vì xong cái buổi này á, thì tôi phải lên đường đi về lại Oklahoma City cùng với Nhật và thầy Chí Minh. Và về tới đó thì cũng khuya lắm. Rồi sáng mai tôi còn phải lấy phi cơ để đi Houston, có một cái buổi giảng ở chùa Việt Nam ở Houston nữa. Và vì như vậy là cho nên hôm nay phải xin tạm dừng ở đây. Tạm dừng ở đây và hẹn là xin hồi hướng cái nhân duyên của ngày hôm nay sẽ là nhân duyên của những ngày mai, ngày tương lai, và chúng ta lại gặp gỡ nhau và lại được nghe chuyện Phật pháp. Và cuối cùng hết, tôi xin cầu hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc được luôn luôn an lạc, thân tâm thường an lạc, và xin hồi hướng công đức có được đến cho cha mẹ của chúng ta trong hiện thế đều luôn luôn được sức khỏe an khang và có thăng duyên với Phật pháp, và hồi hướng công đức cho cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta được siêu sinh tịnh độ. Và xin mời tất cả đồng niệm hồi hướng. Và có lẽ trước khi đó tôi cũng nói một điều cuối mà tôi hết sức là hoan hỷ và thích thú, là bởi vì tôi thấy là Phật tử ở đây lần đầu tiên chúng tôi đến đây giảng pháp, mà tôi thấy rằng là nghe pháp với một tinh thần hết sức là chăm chú và yên lặng, thật là hiếm có, phải nói thẳng như vậy. Đó là một điều mà tôi nghĩ rằng là đó là một nhân duyên nữa mà có thể tôi sẽ trở lại đây trong một tương lai gần. Nguyện